Rồi 1240 một cây kim giòn 200k luôn, không phí vận chuyển nha. Đây nè, anh nào mua thì phải phải chịu tiền cước nha. Đó, cái đế của nó vậy nha quý vị, ngón tay tôi đây. Đó, cây này dạng mini nhỏ lùn nha quý vị, lùn xịt luôn nha, sumo không à, cái loại là sumo không à, cái tàn ở đây nè. Đó, gan gà bông luôn nữa nè, quay ra sau coi mặt sau của nó nè, chị thấy chưa, lùng tịt luôn nha. Đó vậy đó, 200k rồi, xuống luôn nha Vi. Ừ, trước mặt sau tôi quay hết trơn rồi, sumo lùng không, mấy cây này là tôi mua là sumo lùng không, có 10 cây mà mấy cây thôi nha quý vị, bán hết đi mua nữa, đi mua ghiền nha quý vị, bán văn nghệ ghiền vậy đó, kiếm tiền cà phê cà pháo chơi cho nó vui vậy thôi. Xuống con ơi.